Bonjour tout le monde. Hai chồng Nga xin chào ông bà cô dì chú bác anh chị em và các bạn. Hôm nay là ngày đi làm của con gái Nga đó các bạn. Rồi hôm nay thì Nga cũng có một gái Nga cũng có một chai nước trắng nha các bạn. Một chai nước trắng. Rồi cái chai này là cái chai nước ổi với các bạn. Ổi Việt Nam của mình nhé. À, giống cái này nha các bạn. Đó, cái này. Đó. Uống uống rất là ngon nha các bạn, mình ăn đã ngon rồi mà khi mà ép nước ra uống rất là lạ, nó là ngon lắm á. Nga đổ vô một cái chai này nha con gái Nga nè. Đó rồi cơm á, cơm trắng á thì trong hôm nay thì cơm thì có là bò viên các bạn. Nga lấy bò viên xong cái Nga chiên chiên Nga chiên xong cái Nga trộn cơm vô, trộn cơm thì trứng á, Nga chiên ra cái Nga cắt cà rê, Nga bỏ đồ vô trong chung luôn. Thì Nga chiên thì Nga có là cơm chiên bò viên với trứng nha các bạn. Giống như cơm thập cẩm vậy các bạn. Bên đây thì có hộp salad, thì salad này là giá nha các bạn. Rồi hôm nay thì con gái Nga nhất cũng thích hai cái khẩu vị phô mai này. Thì Nga có làm một cái phô mai trắng với một cái phô mai vàng, rồi cái một ít dầu mè, rồi mè rang, rồi hành phi, rồi một ít dầu ô liu. Thì Nga có một cái hộp salad này các bạn, với Nga gọt một trái xoài, bên đây kêu bằng măng đó các bạn, là một hộp xoài. Thì coi như bữa trưa hôm nay con gái Nga cũng có cơm chiên thịt bò viên với trứng, một hộp xà lách giá với một hộp xoài các bạn. À, xin chào hết các người, hết các bạn. À, bonjour, tú limon. Đây ngay hai chồng ngay trên xe nè các bạn, ngay đang quay trên cái cảnh đang trên cái đường này là đường hai chồng mình đi về hả bà ha? Gần nhà. Cảnh đẹp ghê các bạn nha. Ê, khoảng một tiếng nữa là tới nhà đó các bạn. Cái bà ha. Ở cho bà. Đẹp quá ha bà ha. Còn 80 cây số nữa mình mới về nhà. Trước buổi sáng thì hai chồng cũng dọn dẹp. Cảnh này cũng đẹp quá ha bà. Nhà thờ đó. Cách Tây Đan. Sáng sớm dậy xong cái làm đồ cho con gái Nga đi đi làm xong cái hai chồng Nga cũng mua giùm gái một mớ móc ha bà ha. Móc áo các bạn. Lần đầu tiên thì lúc mà dọn nhà thì mua hết 150 cái móc rồi các bạn, cái đợt hai mua thêm 50 cái. Hôm qua rồi con gái Nga đó cũng làm ủa đồ cũng đến tối luôn hả bà ha. Vì sớm không ủi rồi anh tối luôn cái thiếu móc. Rồi sáng này hai chồng anh nói thôi vậy trước khi về bà mua giùm cho. Rồi mua thêm được cũng khoảng 10 sâu ha, cũng 100 cái nữa bà ha. Chạy đi là 300 cái móc rồi các bạn. Cũng ráng hôm qua cũng ủi được hết một mớ quần áo hết mấy cái thùng luôn đó các bạn. Giờ hai chồng Nga chuẩn bị đang trên đường về nhà ở tạp á các bạn. Chờ mình đi đường nữa cho coi cái nhà thờ lớn ở đây. Cảnh thì đẹp lắm các bạn, con trên con đường này nha. Thành phố đẹp quá bà ha. Thành phố được, nó nhỏ nhỏ mà nó không lớn. Thành phố này có 20 mấy ngàn dân ở thôi. À vậy hả, ít người hả bà ha. Ở đây nó làm bếp ngon lắm. Ồ, cũng ngon hả bà? Làm mấy món vịt đó, vịt mà gan vịt béo đó. Đây hả, là cái chỗ dùng này hả bà? Chỗ này dùng có tiếng rồi nữa. Rồi, for radius đó nữa. Tại đây mùa hè nó cũng nóng luôn nha. Nóng dữ lắm hả bà? Ít nước. Chỗ này ít nước khô. Nhưng mà thấy yên tĩnh quá bà ha. Yên tĩnh mà. Nhưng mà nhà cửa thì thấy đẹp á. Được,
xưa xưa đó, giống cái dạng giống cái như là xưa, ai, xưa giống chỗ anh Bi á, giống chỗ đúng rồi. Con gái mình á. Ừ. Cái làng này cắt xưa luôn. Xưa. Bữa nay trời tốt cũng được. Nắng đó ba ha, mà mình sợ lạnh rồi kết cuộc sáng mình đi giống mùa xuân á. Mùa xuân, vô mùa xuân á. Vô mùa xuân á. Đó rồi, sáng vậy á các bạn, nắng nhăn chiếu á các bạn. Hồi nãy thì anh trai cũng telephone hỏi cho chừng nào ba băng về. Dạ, hai chồng nó đang trên đường về con, rồi nó nói vậy chiều ơi nó đi làm, sáng đi làm hả ba ha. Rồi. Hôm nay làm à. Rồi, rồi cái xong rồi nó nói vậy lát rồi David đi làm xong rồi David ghé thăm ba ba măng nha. Cái đường này là đi lên chỗ mình nhà thờ Catalan ở Osh, nhà thờ ở đây mình kêu Catalan là nhà thờ lớn đó, nhà thờ lớn hả ba. Ừ, nó mới kêu là Catalan. Cái này là đường xá ở bên Pháp á các bạn. Chiều hả ba ha, có một tour lên tour xuống. Các bạn thấy hai đường xá ở bên Pháp ha, ngày thường mà thấy yên tĩnh ghê không. Ồ mà cái giờ này giờ tôi đã ăn hết rồi. À cũng giờ ăn rồi. À giờ ăn trưa. Một giờ. Người đi làm thì họ cũng ăn trưa, cho nên ngoài đường vắng đó ba ha. Đường vắng, xe chạy các bạn. Chút nữa nó chờ 2 giờ là nó kẹt xe luôn. Giờ nó coi ăn xong bắt chuẩn bị về đi. Lên dốc quá ba ha. Ôi, dốc mình lên cao quá trời, dốc cao luôn á. Nó tuột xuống. Ôi, tuột luôn xuống á. Cái nhà này cũng nhà lớn quá ba ha. Đây là Mary. À, Mary hả? Bự bự lớn quá ha. À, giống ở trong thành phố á ba. Nhà cá bên kia nhà thờ á ba. Đây. Chỗ đậu xe. Dạ. Nhà thờ các bạn. Có chỗ đậu xe luôn ha. Đi chung quanh thì cũng được. Ui, đi bộ đó. Đúng rồi, đi một bộ tour vậy ba ha. Đẹp quá ha. Có chỗ đậu xe. Ủa, không chỗ. Đó, người ta ngồi quán cà phê các bạn. Đó, mấy người lớn tuổi người ta đi ra quán cà phê người ta ngồi đó. Ở đây ngay chỗ giờ thành phố nha các bạn. Đẹp ghê đó nha các bạn, mà không có chỗ nghe. Nhà ba đây được không ạ? Đây chỗ taxi. À taxi hả ba? Đẹp lắm các bạn. Nè cho mình đi bộ lên đây cũng đẹp luôn nha ba. Đúng rồi. Đẹp. Ơi, không có chỗ nào ha, mình chạy xa. Mình chạy xa chứ xíu mình đi bộ mình quay một tour về cho các bạn coi cái thành phố này. Trời nắng đẹp quá thành ra cái chỗ ngay chỗ giống như khu trung tâm này các bạn. À, mấy quán cà phê vậy kia người ta cũng ra người ta ăn uống người ta ngồi á, tao vừa rồi. Phơi nắng vừa nói chuyện á, rất là đẹp. Mấy cái chỗ xe ngày cứng hết á ba ha. Ngay cái giờ ăn. Ờ có cái nhà thờ đằng trước cũng rất là đẹp luôn. Thì thằng ở chỗ cái tỉnh này có chỗ này là đẹp nhất hả ba. Trung tâm của nó hả. Nha mà hay là mấy cái quán cà phê như làm trước nhà thờ hả ba ha. Rồi. Mấy chỗ ngồi có ghế băng rồi quá đẹp luôn các bạn. Để coi xuống coi đường này coi hả. Xuống thử hả ba, coi có chỗ đậu không. Nghẹt hết, đông hết. Ồ, không có chỗ đậu xe nữa. Giờ người ta đi ăn uống thôi, thành ra mấy cái chỗ để xe rồi người ta để cứng rồi ba ha. Vì đúng cái giờ cao điểm. Cái nhà
này nhỏ hơn ở anh Bi không lẽ ba? Nhỏ hơn. Nhỏ hơn luôn á hả? Ừ. Mà nhà cửa cũng thấy nhỏ xưa hơn. Không ha bà ha? Lầm hai, nhỏ hơn lầm hai luôn. À, nhỏ hơn ha luôn hả? Anh Bi là mới thấy yên tĩnh rồi chỗ này nhíu mờ nha, vậy nó còn yên tĩnh hơn á bà ha. Ở đây 27.000 dân ở mà anh Bi là 55.000. À vậy hả? Mà đường sáng ngộ lắm các bạn, lên dốc xuống dốc đó các bạn. Cái này chờ mình chạy cũng cẩn thận lắm nha ba ha. Cái gì băng đêm mà đi mà tay lái yếu chứ mà có hơ rượu là nguy hiểm lắm á. Lên mà giờ lên lại nha các bạn, ngày hôm sáng ngày chạy là xuống dốc á, bây giờ lên lại nha, cái lên xuống rồi nha. Lên xuống rồi ha. Không có đường lên thôi ba, chỉ cái đường xuống hả ba ha? Xuống rồi. Rồi bây giờ xuống nè, bà các bạn coi nha, cái dốc xuống nha. Bây giờ đường xuống rồi. Nha, các bạn coi nha, cái đường xuống xuống dữ lắm á nha các bạn. Xuống, mà cái dốc này xuống cũng phải quay quẹt cậy rất là cẩn thận nha các bạn, chạy xuống dễ sợ lắm kìa. Không. Nhỏ xíu bà. Ông xã nha, ông đang kiếm cái chỗ, nếu mà có chỗ để xe đó thì quay một tour cái thành phố này cho các bạn xem cho biết. Nó cũng trồng rồi. Qua à ha, cũng biết điều ha. Ồ, chỗ nhỏ mà vô được tên hả? Đúng không ba? Được. Rồi ba ráng vô cũng hay hả? Được rồi. Đường lớn á, nhà nó có những cái gian hàng rất là lớn. Vô hả ba hả? Đang vô hả ba hả? Lên đây thử chỗ chỗ gì? Đây là cái chỗ nãy hai chồng đi xe kiếm chỗ nha các bạn. Giờ kiếm chỗ được vậy? Là nhà thờ nằm bên đây. Bên đây hả ba? Ừ. Đi xuống tí xíu hả ba ha? Đi qua đi. Đi nó cho qua đi. Mấy người mấy hai ổng làm bằng trò đó. Rồi nghe bông xuôi người ta luôn mà đẹp lắm nha các bạn. Các kiểu khác ha.
cứ lạ hả ba ha. Đang đi bộ tới á các bạn. Các bạn thấy người Pháp không? Họ rất là lịch sự mà vui vẻ nha. Cả mấy đứa trẻ nhỏ các bạn biết không? Nãy họ chào các bạn đó. À, họ trên xe họ kêu ngay đó để quay họ vậy, họ chào các bạn. Rồi những người ta đi bộ. À, người ta đi ăn cơm trưa đó các bạn. Họ vẫn chào các bạn đó. Bên Pháp này họ có cái phép lịch sự đó là đây, ngay đang quay cái nhà thờ nha các bạn. Đứng xa mà thấy hết hả bà ha, tại cao quá hả bà ha. À cứ tránh hả bà. Tại vì nó cao quá, Nga sẽ ra là tìm cái tầm thước nào mà lấy hết cái. À, đây là phía dưới nha các bạn. Họ xây theo cái kiểu lạ hả bà ha. Giống như là hai mái vậy các bạn. Rồi đằng trước. Rồi ngay lại gần cho các bạn xem nha. Hồi nãy có những người Master Madam á, họ đi ăn bữa trưa xong á, họ đi ngang qua, họ thấy ngang quay video đó, họ cũng đứng họ chào các bạn đó. Cái người Pháp bên đây á, họ rất là lịch sự. À, cái câu thường xuyên của họ đó mà thường sử dụng đó là bạc tông, là xin lỗi. Bất cứ họ làm cái gì họ cũng xin lỗi các bạn trước đó, rồi đi ngang qua các bạn hay là muốn lấy một cái gì mà lỡ đi ngang qua các bạn là người ta xin lỗi trước. Và câu thứ hai là merci, có nghĩa là cảm ơn. À, cái xin lỗi cảm ơn, xin lỗi cảm ơn. À, cái phong tục của người Pháp á. Rồi có nhiều khi qua đây cái đi với ông xã rồi cái gặp mấy đứa con của mấy đứa con của mấy người bạn của ông xã hay là mấy người bạn tới đó, người Pháp đó, họ muốn làm gì cái câu nói của họ cũng là cái là xin lỗi rồi cảm ơn. Rồi cái mình đi với ông xã mà ở đây cũng hai mấy năm thành ra nhiều khi cái thói quen cũng làm như mình quen rồi các bạn. Làm bất cứ cái gì cả với con chồng mình đó, là lỡ mình làm cái gì mà mình biết là cái chuyện đó là không đúng không phải hay là cần lỡ bước qua hay là lấy một cái gì mà lỡ mình con mình á thì Nga cũng quen miệng luôn các bạn, là trước đó phải xin lỗi rồi lấy được cái gì rồi cảm ơn. Thành ra mấy đứa trẻ mà sống bên Pháp á các bạn nó cũng quen mấy cái phong tục như vậy luôn á. Ra cái lịch sự của người Pháp á các bạn, quen hay không quen không cần biết, ra đường cái gặp đó là bonjour, là chào hỏi. Ờ, giống nãy ngay đi ngang qua đó là cái thành phố nào lạ quắc với Nga đó, nhưng mà họ vẫn chào Nga. Họ vẫn chào Nga và Nga cũng phải chào họ. Cả mấy đứa trẻ nhỏ nhỏ vậy nha, nhiều khi nó đi đụng mình nó cái mình khen nó hay là mình cười với nó là nó cũng bonjour mình. Đó đây giờ cơm trưa này trước này nè các bạn, người ta ăn rất là đông. Thành phố rất là đẹp mà rất là yên tĩnh. Ngăn đang bước gần gần cái nhà thờ này nè các bạn. Cho các bạn nhìn gần hơn. Thành phố ở bên Pháp này, mấy cái thành phố xưa mà đẹp có đại đa số là nhà thờ cổ, nhà thờ xưa thôi nha các bạn. Cái kiếm mà chùa là kiếm cái chùa không ra đâu nha các bạn. Nhà thờ thì đi đâu cũng có hết á. À, không lớn thì nhỏ nhưng mà khu nào, ở chỗ nào cũng có hết. Nhưng mà chùa chiền thì kiếm rất là khó. Ở bên đây chỉ những cái khu mà tập trung người châu Á nhiều quá, nhất là người Việt Nam á, mà đông á thì mai thay mới có chùa các bạn. Đây ngay đang đẩy gần chỗ này, chỗ cửa chính để mà vô cái nhà thờ đó các bạn. Cái cổng chính họ cũng điêu khắc hình rất là đẹp nha các bạn. Đây cái cổng trên này.
Ở đây họ có ghi cái chữ nhà ba mình, coi thử họ ghi bao nhiêu năm ba, năm nay nào. Xa quá nè, ở đây có cái bảng mà xa quá chắc ba không đọc được. Tại vì nó nằm ở trong. Nè ba, cái bảng bự nè ba. Ơ mà chữ cũng to lắm á các bà, à, ba. Thấy có vẻ xưa hả ba ha. Không ghi năm mà ghi hình như tên của mấy người xây dựng hả ba hả. Họ cũng cho vô chứ ha. Nhìn ngang cầm cho ba. Ờ, có cái bảng nha các bạn. À, hồi 1489. Xây năm 1489. Ừ. Đi. Nè các bạn, cái bảng bắt này. Đầu á. Bắt đầu rồi các bạn. Để gần gần thấy nè. Bắt đầu á. Tên cái nhà thờ là tên gì ba ha? Cathedrale Sainte-Marie. À, Cathedrale Sainte-Marie. Chung quanh nhà thờ. Đây phải ba ha, chủ nhân dứt. Xin chào. Rồi giờ đến. Bon au revoir mes amis. À, đến nay coi như là hai chồng nhau quay sơ cái thành phố mà chỗ này thấy đẹp quá, quay cho các bạn xem nhà thờ cái thành phố này. Rồi đến đây hai chồng nga tạm dừng cái video này nha các bạn. Bon aujourd'hui nous sommes de retour dans la région du sud-ouest à Tarbes chez nous là, et nous sommes arrêtés à Auch pour montrer la cathédrale de Auch. Voilà. Et maintenant on va reprendre notre route, il reste encore une heure de trajet. Còn một tiếng nữa đi về nhà. Thôi chào hết các bạn. Đến đây hai chồng Nga tạm biệt tất cả các bạn. Hai chồng Nga cảm ơn các bạn rất là nhiều nha các bạn. Hai chồng Nga cầu chúc ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em và các bạn một ngày bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Cảm ơn các bạn. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup, tú limon. Bon santé, tú limon. Au revoir, à bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye.